Hồi xưa thì cũng kiên kỵ lắm, hồi xưa cũng thích đi cao bó này kia. Hồi xưa cũng hay kiên kỵ này kia, nhưng mà xong càng lớn mình càng nhận ra một điều là đức năng thắng số. Kiểu mình cứ sống tốt và làm việc tốt thì cái gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Mình muốn né như nào cũng không né được, cái quan trọng là đức năng thắng số. Thì mình cứ cố gắng làm việc tốt hoặc là nhiều, có thật là nhiều phước đức thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua những cái điều đó nó dễ dàng hơn. Cái quan trọng không phải là cuộc đời đưa đến cho bạn cái gì, cái quan trọng là cách bạn ứng xử lại, bạn thái độ ra sao, bạn gọi là cái thái độ sống của bạn đó. Cho nên là dạo này Tiên lớn hay không biết sao, dạo này già trước tuổi hay sao mà bắt đầu có những cái suy nghĩ rồi, cho nên là không có để ý về những cái năm tuổi này kia nữa. Để mà kể chạy chúng ngang câu chuyện, đây là một câu chuyện có thật của một ông đại gia bên Hồng Kông. Thì cái ông này ông giàu lắm, ông mới mời ông thầy địa lý về coi phong thủy cho ông. Thì trên đường đi thì ông thấy cái ông đại gia này nè, thắng xe cái kịch, qua tuốt bên đường thắng cái kịch, bước xuống xe, băng qua lộ, bóc tiền trong túi cho mấy cái đứa nhỏ nghèo nó đang ngồi bên vệ đường. Ông nói, cái ông kia mới nói, ủa tại sao tôi thấy nhưng mà giờ tôi mà ngừng lại giữa đường là đụng xe ở đằng sau, cho nên tôi phải tấp vô, rồi tôi băng qua nhỏ đó, băng qua lộ tôi cho, và đồng thời tôi cũng an ủi mấy đứa nhỏ. Leo xe đi tiếp. Đi được một đoạn, cái xe kia nó lủi ra mà nó không có coi. Thì cái ông này cũng thắng, ông nhường. Thì ông thầy coi phong thủy mới hỏi, ủa sao lại, chắc người ta cần gấp chuyện để đi, thôi để cái mình nhường cho người ta đi chứ mắc chi mình gấp rút gì đâu, con chở thầy từ từ đi, chắc họ gấp cho nên họ mới dữ dội vậy đó. Đi tới một đoạn khác, thấy một cái đứa nhỏ nó băng qua đường, ông thắng cho nó qua rồi. Ông lái xe lên, ông dừng là ông nhìn chiến hậu. Ông thầy bói, ông để ý con này làm gì. Thấy đứa nhỏ băng qua lộ cho đàng hoàng đi rồi ông mới đi. Hỏi tại sao, nói mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đi không có cẩn thận, mình phải chắc chắn nó qua đường an toàn rồi mình đi cũng không sao. Ông thầy phong thủy trong một cái chuyến, ông này mời tôi về coi phong thủy cho ổng, mà trên con đường về nhà ổng tôi thấy ba việc ổng làm. Ông thầy phong thủy nói, thôi anh quẹo xe chở tôi về nhà tôi đi, nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Đâu có cần coi phong thủy. Một con người sống như vậy thì đức tràn chứ làm sao mà có tổn phước tổn giảm gì được mà phải cúng tam tai coi phong thủy. Khi mà bạn thấy bạn đang không ổn trong một thời gian rất là dài, nói năng hay vung vãi những cái chất độc muốn hủy diệt người khác, mỗi lần mình ngồi gần bên người nào là tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là những người thân yêu của mình chỉ muốn làm cho họ đau đớn, vì mình nghĩ rằng họ đã làm cho mình khổ, làm cho mình đau đớn. Mình chỉ muốn chọc khuấy vào tham sân si của họ, những vết thương trong lòng của họ. Mình chỉ nhìn thấy những cái khuyết điểm, những cái yếu kém của họ thôi. Mình thấy họ lúc nào cũng có tội với mình, có lỗi với mình, nợ mình, là gánh nặng của mình, thì biết rằng mình đang có vấn đề rồi đó. Cần được giúp đỡ, cần được quay về, ít nhất là cố gắng đừng có hành động gì nữa, đừng có nói năng gì nữa. Tìm một nơi để rút về, để liếm vết thương. Như là con hổ khi bị trúng thương thì nó phải rút về hang, nó không có dại dột để lao đi săn mồi, dù rằng là săn mồi là một bản năng sinh tồn